Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách bật khóa bảo vệ trang cá nhân Facebook của mình, giúp cho hình ảnh và bài viết của mình riêng tư hơn. Để thực hiện, mình làm như sau. Đầu tiên mình vào Facebook của mình. Tiếp theo mình sẽ tới chọn biểu tượng gạch bên góc phải nè. Kéo xuống. Chọn đến mục là cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp tục chọn mục cài đặt này. Kéo xuống. Ở trong mục đối tượng và chế độ hiển thị, chọn đến cái mục là khóa bảo vệ trang cá nhân. Tích chọn. Khi mình khóa bảo vệ trang cá nhân thì chỉ bạn bè mới xem được ảnh, bài viết và tin trên trang cá nhân của bạn này. Thứ hai, chỉ bạn bè mới nhìn thấy ảnh đại diện và ảnh bìa của bạn ở kích thước đầy đủ. Mục thứ ba này, mọi người vẫn có thể tìm kiếm và gửi cho bạn là mời kết bạn này. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào cái mục là khóa bảo vệ trang cá nhân. Tích chọn. Như vậy là mình đã khóa bảo vệ trang cá nhân Facebook của mình này. Bấm OK. Còn nếu các bạn muốn mở khóa thì các bạn làm ngược lại, cũng vào từ chọn ba gạch nè, chọn đến mục cài đặt nè, chọn đến mục là khóa bảo vệ trang cá nhân. Lúc này mình sẽ tới chọn vào cái mục là mã khóa nè. Tiếp theo chọn đến mục là mã khóa trang cá nhân. Như vậy là xong. Bạn đã mở khóa trang cá nhân, bấm OK. Như vậy là trang cá nhân Facebook của mình được mở, được trở lại bình thường. Và các bạn lưu ý tính năng khóa bảo vệ trang cá nhân Facebook. Đây là tính năng mới, Facebook chưa cập nhật đầy trà nên tài khoản có, tài khoản không. Nếu của các bạn chưa có thì các bạn chọn Facebook cập nhật mới. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.